Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một căn nhà vườn đang bán. Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Đó, thì đây là cái căn nhà vườn mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Thì nhà vườn của mình á, là sẽ nằm trên mặt tiền lộ nhựa. À, có view sông luôn nha anh chị. Thì bây giờ để em chỉ cho anh chị mình xem nè. Thôi mình thụt lùi lại nha. Đây. Thì anh chị xem, đây là cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình. Thì nhà cái miếng đất này là 370m2 ha. Thì cái phần ở ngoài trước á, bề ngang 11m á, thì đi qua bên này là phần bên này là cũng là của mình luôn. Thì ở đây là có một cái view sông luôn nha anh chị. Anh chị nào mà thích nhà lộ nhựa nè, thích gần sông thì anh chị có thể quan tâm miếng này. Đó, thì đây là cái con sông ở ngoài trước nhà mình. Nó có nước ròng, nước lớn, thì bây giờ là chắc là đang nước ròng đó ha anh chị. Đó, đường con sông này là nó sẽ thông ra ngoài sông lớn luôn, cho nên là nước nó sẽ ra vô, cho nên anh chị mình cứ yên tâm ha. Khúc này á, là sẽ gần với chạy gắn Đồng Tâm á nha anh chị. Và nhà của mình là sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa. Lộ này hay còn gọi là đường huyện lộ luôn ha. Rồi ở ngoài trước của mình là có con sông nữa. Nhưng mà ở phần ở ngoài trước đây á, là tre nhiều quá ha anh chị, che mất hết trơn rồi. Em qua bên hàng xóm em chỉ cho anh chị mình xem ha. Thì cái con đường này nè là đường huyện lộ. Khi mà anh chị đi ở đây á, anh chị đi về mà mình đi xem nhà, anh chị sẽ thấy khu này rất là đẹp luôn. Hồi nãy lúc mà em đi vô đây quay nhà á anh chị, em thấy là nhà hàng xóm á là rất là khang trang luôn ha. Mà xung quanh ở đây á là em thấy là trời ơi, nhà hàng xóm khá là giàu luôn á anh chị, toàn là nhà máy Thái không à. Còn nếu không á là em thấy người ta xây hàng rào cao nè ha, toàn là nhà vườn luôn. Nói chung là khu này là giống như là em thấy là toàn là nhà vườn mà kiểu mà nhà vườn miền Tây á nha. Đó, rồi ở ngoài trước đây nè, em thấy bên hàng xóm của mình nó có xây một cái nhà mát dễ thương lắm, Quyền Trang qua quay cho anh chị mình xem ha. Thì anh chị xem nè, đó, đây, dễ thương lắm nha. Đó, ở ngoài trước cái con sông của mình ngoài trước nè. Đó, anh chị thấy không? Anh chị ra đây mình câu cá, mình ngồi chơi, mình uống cà phê, hoặc là mình tiếp bạn ở đây cũng được, không khí thì trong lành mát mẻ ha. Thì đây là bên hàng xóm thôi, của hàng xóm. Bây giờ mình quay trở lại cái phần đất của mình ha. Thì anh chị xem đây. Đây. Xe đây cũng đông đông quá ta. Thì đây là cái căn nhà vườn mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Tổng diện tích đất của mình á, là 370m2. Thì trong đó bề ngang á, là 11m, chiều dài là 34 nha. Nhà mình á, thì không có màu mã, nhưng mà bên hàng xóm thì có. Thì cái này là bên hàng xóm thôi nha anh chị. Anh chị không quen thì mình có thể xây cái tường cao lên. Thì anh chị xem nè, nó ở đây là mình đã có cái hàng rào ranh giới hết trơn rồi ha. Thì từ ở bên này, đây từ ở bên này anh chị đo ngang qua bên kia là 11m. Rồi chiều dài á, thì mình đo từ ở ngoài trước đây nè, mình đo chạy dài ra là 34m nha. Thì ở ngoài trước là mình có một cái khoảng sân rất là rộng luôn. Ở đây có một cây bưởi đã có trái sẵn luôn rồi. Anh chị mình thích cây ăn trái gì nữa thì mình có thể trồng, mình đặt vô thêm ha. Đó, ở đây thì điện nước wifi là đầy đủ hết luôn nha. Điện ở ngoài trước đó là điện dân dụng, chứ không có liên quan gì tới đường điện chung thế gì hết ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, vị trí rất là đẹp luôn. Thì đây là căn nhà mà Quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè. Nhà mình đó thì em thấy rộng, cực kỳ rộng luôn. Đất của mình đó là 370m2, bề ngang là 11, hậu của mình là 11 luôn. Thì em thấy là cái phần ở ngoài sau này nè anh chị, là chủ xây gần như là ở ngoài sau á, là chủ xây L, là em thấy là ngang qua chắc cũng cỡ 10m rưỡi luôn á, hoặc là 11m luôn. Nói chung là xây ở ngoài sau rất là rộng luôn. Bây giờ Quyền Trang dẫn anh chị vô xem nha. Thì nhà thì còn khá là mới luôn. Gạch nè anh chị xem, gạch rất là ở đây nè. Quyền Trang thấy anh chị về mình dọn dẹp thôi là mình vô mình ở được rồi. Thì gạch mới nè, cái này là bụi á, anh chị dọn sạch sẽ là nó sáng lên liền. Gạch mới luôn, tường cũng mới, la phong cũng mới ha. Màu sơn là em thấy cũng còn mới nữa nè. Nhà mình thì sẽ có một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung và ba phòng ngủ ha. Mỗi một phòng đều có cửa sổ hết trơn, rất là thoáng mát luôn. Đây,
anh chị về thì Quyền Trang thấy là mình không có phải sửa nhà gì đâu, mình vô là mình ở thôi. À, có điều là mình sẽ chỉnh lại cái dàn đèn ha. Đó, anh chị xem đây là khu vực phòng khách của mình nè, phòng sinh hoạt chung á, rất là rộng luôn. Anh chị mà nhà đông đông người á, mà mình thấy ba phòng ngủ á là nó thiếu á anh chị có thể xây thêm cũng được ha. Tại vì em thấy còn rộng lắm. Đây, mình đây có hai phòng ngủ, một phòng ngủ ở đây, hai phòng ngủ ở đây. Rồi mình thêm một cái căn phòng ngủ ở bên này nữa nè ha. Thì mỗi một phòng á là đều có cửa sổ hết. Rồi đều được chủ nhà dán gạch cao lên ha anh chị. Có la phong sẵn luôn. Bây giờ hơi bị sập tối rồi ha, không có nhìn rõ lắm. Đây là cái khu vực nhà bếp của mình nè, còn rất là rộng ha. Đó, rồi nhà vệ sinh thì nằm ở cái góc bên này. Thì đây là cái miếng giường ở ngoài sau của mình nè. Đó, đây. Đó, anh chị xem. Của mình là 370m², bề ngang là 11, chiều dài là 34. 34 sẽ dài qua cái bụi chuối này luôn, ngay chỗ cái hàng rào ở đây nè. Anh chị thấy hàng rào này không? Nó ngay chỗ này luôn nè. Nó, nó, nó. Thì hàng rào ở đây luôn nè ha. Thì nguyên một cái khoảng này là của mình hết. Thì anh chị mình thấy là bây giờ đang trồng dừa với chuối ha. Thì anh chị mình thích trồng cây ăn trái gì nữa thì mình có thể sửa sang lại mình trồng thêm vô ha anh chị. Thì chủ nhà kêu giá là 2,4 tỷ. Chủ có nói với em đây là cái giá chốt của chủ nhà. Nhưng mà khi nào anh chị đi xem nhà thì Quyền Trang sẽ nhờ chủ nhà ra mở cửa giùm mình luôn. Rồi có gì á anh chị mình gặp trực tiếp cô chủ nhà của mình để mình thương lượng giá cả cho nó dễ ha. Này, nhà của mình đó là sẽ nằm ở hướng đông nha anh chị. Khu vực ở quanh đây thì nhà cửa đông đúc lắm. Quyền Trang sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Thì anh chị xem nè, đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nè anh chị. Anh chị thấy là nhà cửa quanh đây là khang trang và đông đúc ha. Đây, thì đây là cái vị trí cái miếng đất của mình. Đó, anh chị xem nè. Thì bề ngang là tổng diện tích là 370m², bề ngang là 11m, chiều dài là 34, chạy dài xuống ngoài sau luôn. Đó, rồi thì từ ở đây mà, ở đây tại vì gần với... ở quanh đây là cụm khu công nghiệp rất là nhiều luôn, công ty xí nghiệp rất là nhiều ha. Anh chị mình đi khoảng tầm chừng 5-10 phút thôi là mình sẽ đi tới một dãy khu công nghiệp ở ngoài Bình Đức luôn. Thì từ ở đây á mà anh chị đi chợ, chợ mà giờ chợ Chầm Hổm đâu á, thì anh chị đi có 5 phút thôi. Còn nếu như mà anh chị đi qua chỗ mà chợ Xoài Hộp ở giáp ranh với thành phố Mỹ Tho đâu á, thì anh chị đi chắc khoảng là trung bình là 10 phút. Để Quyền Trang bấm cho anh chị mình xem thử ha. Đây, thì từ ở đây á, nếu như mà anh chị đi qua chợ Xoài Hộp á là 3,8 cây số, là khoảng 4 cây đi. Mình đi khoảng tầm chừng 10 phút nè. Vậy là mình đi khoảng 10 phút thôi là anh chị sẽ tới cái chỗ mà chùa Sắc Tứ là ở ngay khúc này ha anh chị. Chùa Sắc Tứ nè, rồi chợ Xoài Hộp nè, rồi Ủy ban Nhân dân của xã Hạnh Phú nè. Đó, rồi anh chị đi tí xíu nữa là giáp ranh, đây là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho. Rồi ở đây là có trường trường cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3 của xã Phước Thạnh luôn. Đó, thì anh chị xem nào, quanh đây thì trường học khá là nhiều đó. Anh chị xem trường học đồ nào, ủy ban đồ đó. Thì ở đây á, anh chị đi khoảng tầm chừng 4 cây thôi là mình sẽ tới giáp ranh của thành phố Mỹ Tho. Còn nếu như mà anh 4 cây là mình đi đường vòng luôn á nha anh chị. Còn nếu mà anh chị đi vô trung tâm thành phố Mỹ Tho thì trung bình chắc khoảng tầm chừng 10 cây nữa ha. Còn từ ở đây mà anh chị về bến xe miền Tây thì trung bình mình đi á, là khoảng 1 tiếng rưỡi, là khoảng 65 cây số là mình sẽ về tới bến xe miền Tây. Rồi thì nhà của mình là có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ. Anh chị nào mà thích miếng này thì alo cho Quyền Trang hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem nha. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em ạ.